Của bác được biết về cái vụ án cực kỳ đau lòng xảy ra tại quận 12 này nha. Phải nói là lúc mà chiên cái xác vô nhà thật sự là sợ đến gai ốc nổi đó, nó cái đầu mà lìa luôn mọi người. Lúc mà cầm cái đầu thật sự là em không dám nhìn, thật sự phải mà nói là rất là khủng khiếp và ghê rồi. Thì kính mong mỗi chia sẻ mạnh tay cho toàn để bà con của bác trên cả nước là biết theo dõi về cái vụ án chấn động ớn lạnh tại quận 12. Chia sẻ mạnh tay mọi người. Đây, để sẽ cố gắng quay những cái thước phim cho tất cả cô chú anh chị. Chết mà phải nói là rơi cả đầu luôn, rất là ám ảnh. Trời ơi, chịu đấy, bọc đấy đi. Lên dài luôn á. Lên dài thì vô đi giờ, tính là nhỏ anh. Vô. Nhà nó còi kèn đã lên rồi mọi người, kèn đã lên rồi. Thật sự phải mà nói là một thằng con bất hiếu, sau khi mà ra tù về thì nó đòi mẹ của mình bán đi cái căn nhà để mà có tiền nuôi đòi ăn chơi với bạn bè. Nhưng rồi khi mà mẹ nó không đồng ý bán á thì nó lại bắt đầu, nhân lúc mẹ mình đang may đồ nấu cơm chuẩn bị may đồ tặng cho thằng con trai này, nó lại nghiệt xúc nghiệt tử đến nỗi mà nó dùng dao kê đầu mẹ mình lên bàn để mà chặt chặt rơi đầu của mọi người. Phải suy nghĩ, phải tưởng tượng đến cảnh đó là mọi người mới muốn rửa tay chân và làm đến cửa nào.
câu lại một số chị. Tại là cái xác đã được đưa vào nhà để chuẩn bị cho lễ mai táng. Với cô chú chị cũng kính mong tất cả bà con cô bác có thể chia sẻ mạnh tay. Đây là cái vụ việc chấn động đó, bà con cô bác trên toàn cả nước là đang đổ về để mà có thể là thắp nhang cho bà mẹ xấu số này, thằng con nhất tử, thằng con nghiệt súc, thằng con súc vật. Con phải nói là không còn từ gì để mà miêu tả được, tức là nếu mà nó phải trả giá thì em xin em bay vào đập cho nó một trận, đập cho nó chết cha nó luôn. Thật sự là em cũng rất là bức xúc với cái thằng con nghiệt súc, thằng con súc vật này rồi. Kính mong toàn thể quý cô chú chị mỗi người có thể là góp một cái tiếng nói, phải tử nó đua đòi rồi kêu đòi mẹ bán nhà đó, nó kêu mẹ nó bán nhà để rồi cuối cùng nó lấy tiền ăn chơi mà mẹ nó không bán thì nó lòi giấy dao nó chém, nó đâm, nó gọi là nó chặt, nó chặt cái đầu rơi xuống ở vua đối diện. Còn nãy nhìn cái khung cảnh mà khiêng thân thi thể của mẹ thằng nhóc á, thật sự là chân em hổ đốn tay chân, thật sự là tại sao lại có một bà mẹ lại đáng thương đến như vậy, tại sao lại có một hoàn cảnh chớ treo như vậy. Thà thằng con nhiệt xúc đó nó làm gì cũng được, nhưng mà đừng có làm gì đến liên tục với mẹ mình, không ai có thể dám làm cái điều đó. Mà tại sao nó lại dám làm, mà cứ gì